kim vậy? Bắn tim nữa, bắn tim nữa. Biết ngay nè. Mày bớt bắn tim được không? Bộ trang phục của em đang chọn nó hơi bình thường. Cách em nghĩ nó cũng bình thường. Cách em vừa giao lưu ánh mắt với giám khảo nó cũng bình thường. Và cách em chọn thả tim nó được thiệt tim. Ở một sàn catwalk thì nghĩ là nó có một tính chất đặc biệt, một cách rõ ràng. Chứ mình không nên nửa mùa ở đây những cái tính chất đời thường ra đây. Bởi vì anh thì anh thấy rằng là tuổi trẻ thì có quyền được si tín. Đúng rồi. Mình là Nguyễn Trung Kiên, năm nay 20 tuổi, đến từ Thanh Hóa. Mày bớt bắn tim được không? Hả? Khi mà bạn bước lên đây á, cái chiều cao của bạn rất là lý tưởng. Nhưng mà bạn đi được catwalk của mình á, giống như là bạn chưa sẵn sàng tinh thần để bạn đi catwalk, để cho chúng tôi thấy là bạn đang có được những gì. Với bộ đồ của bạn, cái cách đi catwalk của bạn không có gì gọi là nó quá đặc biệt hay là thể hiện lên cái cá tính của mình. Và đặc biệt là những cái pose dáng có thể là thông cảm được là bắn tim này nọ, mình có thể thông cảm được, nhưng mà nó không phải là người mẫu. Chủ đề năm nay là Be Unique, thấy mọi người thì rất là sáng tạo trong cách trình diễn. Thì trong đầu của mình cũng nghĩ ra là mình sẽ trình diễn như nào cho sáng tạo. Thì trong đầu mình lúc đấy thì quá thì là hỗn độn nên cho nên là chỉ nghĩ bắn tim thôi. Dạ vâng, em hiểu. Em muốn có một cơ hội để đi lại được mà. Đây chị nói cho em nghe ý kiến của chị. Vấn đề nhất là khi mà mình là đi ra một catwalk á, mình phải chọn cho mình một tính cách nào đó. Ví dụ như bộ trang phục em đang chọn ở đây nó be unique, nó một là phải một phong cách nào rất là đặc biệt, hai là phải thấu được thời trang. Bộ trang phục của em đang chọn nó hơi bình thường, cách em nghĩ nó cũng bình thường, cách em giao lưu ánh mắt với giám khảo nó cũng bình thường, và cách em chọn thả tim nó bị xịt tim. Ở một sàn catwalk chị nghĩ là nó phải có một tính cách đặc biệt, một cách rõ ràng. Chứ mình không nên nửa mùa rồi đem những cái tính cách đời thường ra đây thì nó không tạo em sự unique. Và chính vì điều đó là làm cho chị dơ bản trắng. Em hiểu gì chị nói không? Nó không có quyết liệt trong ánh mắt của em nữa. Em đi chơi chứ không phải là em đi diễn, cho nên chị không chọn em như vậy. Đó, hôm nay thực sự em cũng hơi bị run. Ai cũng nói mình run hết đó. Cái điều em chọn đó, nó không có đặc biệt. Và nếu như mà ai chị cũng cho cơ hội thứ hai thì chắc ở bây giờ này mọi người đang xấu rồi sao? Em sẽ cố gắng thể hiện tốt hơn. Ủa anh đồng ý mà. Bởi vì anh thì anh thấy rằng là tuổi trẻ thì có quyền được si tín. Đúng rồi. Em muốn thuyết phục lại chị một lần nữa được không ạ? Thực sự ok, thuyết phục chị rất khó, nhưng chị sẽ xem thử em làm như thế nào. Nhớ cho chị tính cách rõ ràng. Chị cứ nói vậy thôi, suy nghĩ với em, đi vô làm liền. Bắn tim, bắn anh tim, cảm ơn chị ạ. Cảm ơn chị nữa nha. Thực ra là em có sự thay đổi, em lắng nghe. Nhưng mà thực ra là nó cũng chưa phải gọi là nó xuất sắc. Cái này anh nghĩ rằng là nếu mà nó để trong đầu em, nó sẽ giúp cho cái cuộc đời về sau của em nó sẽ có nhiều cơ hội hơn. Cuộc đời của mình là những cuộc gặp gỡ, những cuộc casting. Nếu mà mình còn chọn đi diễn và chọn người mẫu cũng vậy, diễn xuất cũng vậy. Cho nên là trước khi đến đâu, đến với bất kỳ một cuộc thi nào, bất kỳ một chỗ nào, mình phải hiểu rằng là mình sẽ đến gặp những ai và cái công việc của mình cần phải làm là gì. Đây là lần đầu tiên em bước trên sàn catwalk, cho nên là sẽ có những cái thiếu sót của bản thân em, cho nên là em sẽ cố gắng hết mình để thể hiện cho vòng sau được tốt hơn. Rồi, cảm ơn. Em cảm ơn chị Thủy, cảm ơn chị. Cố gắng lên nhé. Ôi dồi, kìa, nó có Mâu Thủy nó bỏ lại mình kìa. Gì? Sao bỏ lại gì anh?